Nó chơi quá dơ, không dám nhìn thẳng vào sự thật để mà nói. Đứng ở ngoài, không dám về Việt Nam, đứng ở ngoài nhìn vào xong cứ nói thế này thế nọ. Mất nhân quyền, nghèo. Xin lỗi, nghèo, nghèo ở đây giờ Việt Nam nhiều người ta đi du lịch bên Mỹ. Còn mày sống mấy chục năm bên Mỹ có đủ tiền về Việt Nam. À, chủ đề hôm nay là về vấn đề là bọn bao que thứ nhất nó kêu gọi là biểu tình. Cái thứ hai nữa là nói về cái về phát triển kinh tế của Việt Nam. Đấy. Sự phát triển của kinh tế của Việt Nam để nói cho bọn bao que nó biết. À, xin mời em cứ nói chuyện đi. Xem Và nào qua à. dám làm thì dám chịu, phải nhìn vào sự thật để mà nói. Chứ bọn tao ở Việt Nam nói thật, xin lỗi, xin lỗi nhà diễn đàn, xin lỗi anh em trên diễn Xin đàn, lỗi xin nha, lỗi xin lỗi xin chị à, xin lỗi cho em, để anh trả lời Phan Thanh Giản là một câu thế này này à. Phan Thanh Giản có ấy là Cộng sản đã thừa nhận là Bác Hồ là người Tàu rồi mấy anh em ơi, mày ngu thế, dù Bác Hồ là người Tàu hay là người Hàn Quốc hay là người Nhật Bản hay là người Mỹ hay là người Nga, nhưng Bác Hồ là người dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại no ấm cho người dân, thì Bác Hồ có là người ngoại quốc cũng đáng được tôn thờ. Nói cho mày biết như thế mày ngu nhá. Đấy. Bác Hồ dù có là người ngoại quốc, là người gì đấy chăng nữa thì vẫn phải được tôn thờ. Đấy, nói cho mày biết là như thế. Còn tao không cần bác biết Bác Hồ là người nước nào. Đấy. Chứ mày nói là nhà, mày hiểu lên nhớ nhá. Nhưng Bác Hồ là người có công nào? Công lao của Bác Hồ và đạo đức của Bác Hồ còn hơn Chúa hơn Phật đấy, còn tao không cần biết Bác Hồ là người nào, đấy là người nước nào đấy, nói cho mày biết là như thế nhá, sao mày ngu thế đấy. anh vào lốc nó Nói với đi, thằng tắt không, cái máy nhóm cho đấy anh vào bạn lốc này ngay. tôi còn muốn gặp nó vì nó ở gần gần tôi biết là nó ở gần tôi, nếu như nó lên diễn đàn của bọn kia nó nói là nó gần tôi muốn gặp nó cơ, nhưng mà chưa gặp được nó là tôi phải gặp bằng được nó, cái này thì kiểu gì trước sau tôi cũng gặp nó chứ không cần đốc nó. À, đấy, nói cho nó biết là như thế. Đấy, là cho cái thằng này nó hiểu đấy. Mày là người Việt Nam, đấy nhá. Mày là người Việt Nam thì mày biết rằng là Bác Hồ là người có công lao dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam đi đến làm cho đất nước Việt Nam thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách nô lệ của ngoại bang, thì Bác Hồ là người nước nào thì cũng sẽ được tôn thờ. Nói cho mày biết thế. Còn tao không cần biết là nói cái gì cả. Đấy, nói mà nói cho mày biết là như thế nha. Thì là anh cứ để, nếu Rồi thằng rồi. Phan Thanh Giản như này mày lấy cái nick như thế là để xúc phạm những người tiền bối như tao nói, để cho mày biết này, mày có tài giỏi thì ngày mai mày ra cái lớp 3, lớp 4 ấy, cái bậc tiểu học ấy, mày cãi nhau với các cháu ấy, là Bác Hồ như thế, mày thử nói thế trong các cháu nó thế nào với mày, nó xử thế nào với mày nhé. Với những người như chúng ta thì mày nói câu đấy thì không bao giờ tao chấp nhận điều đấy nhé. Chào Hoàng Hương Dương. Với chúng ta rồi, nó nằm trong tiềm thức của chúng ta rồi, không bao giờ chúng ta tin những cái lời luận điệu xuyên tạc. Chúng mày nói chung là chỉ tìm mọi cách mà có cái gì nó hở ra là chúng mày xuyên tạc một cách rất là thô thiển, rất là ấu trĩ. Còn ít nhất chúng ta là, ít nhất chúng ta là xóa bậc tiểu học rồi, xóa mù chữ rồi, chúng mày không nói với chúng ta câu đấy được. Trong tiềm thức của chúng ta, Bác Hồ là số 1. Và Đúng. tuy rằng có những cái nhà tao thì nhà tao không ai theo đảng cả, nhưng tao phải bảo vệ cái nền dân chủ, độc lập và sự bình yên đất nước ta. Mà ít ra là coi từng được cái như thế là đảng đang lãnh đạo. À, xin lỗi bọn ba que trong này, chứ còn chúng mày đấy, loại ba que sổ lá thì đừng bao giờ nói cái chuyện mà đạo đức giả ra đây. Bọn tao không bao giờ nghe, nói cho nhanh như thế nhé. Còn chúng mày có giỏi thì trường mặt ra mà đi biểu tình đi, xem chúng mày có dám trường mặt ra không. Chúng mày chỉ xui những cái người mà gọi là rất là, tao gọi một cái là thiểu năng, gọi nôm na là thiểu năng đi biểu tình, chứ còn tập cách chúng mày đi 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 đấy. Số điện thoại tao cho Facebook, mày cứ nhắn tin mày đi biểu tình đi đâu tao đến tao xem, kể cả Sài Gòn, Hà Nội nhé. Xin lỗi chúng mày, mẹ chúng mày chỉ biết ném đá dấu tay đố chúng mày dám trừ mặt ăn đòn no các con này. Mẹ chúng tao là người Việt Nam nói như thế thôi, chứ chúng ta phải bảo vệ đất nước của chúng ta nhé, phải bảo vệ những cái gì chúng ta đang có. Đối với chúng mày giàu thì chúng mày ở bên Mỹ đi, về Việt Nam làm cái gì? Chúng mày không còn cái quyền lợi và nghĩa vụ gì ở Việt Nam cả. Nói xin lỗi, chứ không còn một chút gì là quyền lợi. Quyền lợi chúng mày không còn, nghĩa vụ chúng mày không có.
Còn chúng ta đang có những ngày hôm nay là chúng ta là việc của chúng ta trong nước, chúng ta xử lý nội bộ. Giàu nghèo là do chúng ta, chẳng có liên quan gì chúng mày cả. Thế cho mõm là gì? Cái thằng Phan Thanh Giản này ấy, là tôi muốn để nó, để tôi muốn bắt nó mang vào, vì nó cái tội của nó xúc phạm lãnh tụ, nó đủ đi tù 2 năm. Đấy, nói cho nó biết là như thế nhá, chỉ cần nó gặp được tôi thôi thì tôi sẽ cho nó đi tù 2 năm, nói cho mà nó biết là như thế. Chỉ cần nó gặp được tôi thôi, tôi sẽ bắt được nó. Kiểu gì thì anh em sẽ bắt được nó. Một số anh em đang dình nó để bắt nhưng mà chưa bắt được, nó không dám ra mặt cho là cho nó đấy thôi. À, anh ơi, Thành Trần Trung muốn lên à? Anh à, em ơi, để cho anh Thành Trung, Thành Trung vâng, xin muốn mời lên anh. nhá. À, à. Vâng, mời anh. Vâng.